Xin trân trọng kính chào quý khách và các bạn. Hôm nay tôi lại xin giới thiệu với các bạn là Salon ô tô Hà Nội 1. Địa chỉ của chúng tôi là số 1B Nguyễn Văn Huyên, phường Nghĩa Đô, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội. Chúng tôi lại về được một số các cái mẫu xe và các chủng loại mới. Xin trân trọng các bạn cùng theo dõi, tôi sẽ giới thiệu trên cái clip này. Trước tiên tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một mẫu xe hãng thương hiệu nổi tiếng trên thế giới, đó là hãng Lexus. Phiên bản này là mẫu GX300, được sản xuất năm 2018. Tôi giới thiệu qua một chút về hình dáng ở bên ngoài. Đây là một mẫu xe SUV, phiên bản 5 chỗ, màu nội thất, phần ngoại thất là màu đen. Xin giới thiệu với các bạn, đây là thương hiệu logo Lexus. Và chiếc xe này nó có một cái thiết kế của cái đầu xe trông rất là hài hòa và rất là đẹp, chiếc đèn LED 3 bi. Và kể đến là đấy là một chiếc cái đèn liếc ở gầm, để mỗi khi vào cua chúng ta thấy được là cái ánh sáng quan sát rất là rõ ràng. Và đây là một cái mặt ga lăng thiết kế hình mái trông rất là đẹp. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc về mẫu của cái bánh xe, cái la răng được thiết kế là hình nan hoa kép 6 cánh. Tiếp theo giới thiệu các bạn, đây là chiếc gương có đèn xi nhan và có kính chiếu hậu là chống chói. Kể đến các cái phần phía sau của xe, các bạn nhìn đây là một cái mẫu xe được thiết kế đầu đuôi rất là hài hòa và lịch lãm, trông rất là sang trọng và sang trọng. Các bạn giới thiệu các bạn là phiên bản này nó thiết kế rất là đặc biệt để dành cho những các cái ông chủ và những cái người thích những cái hàng hiệu rất là được bền bỉ và giữ giá. Đây là một cái phần nội thất. Phiên bản này là phần nội thất là được thiết kế với cái màu da bò. Các bạn nhìn đấy, phần ghế điện, ghế sau cũng chỉnh điện và có 3 vùng điều hòa độc lập. Phần phía lái, các bạn đấy, nhìn thấy đây, đây là một chiếc mẫu xe gồm có rất nhiều các cái tính năng. Tính năng kể đến như là trên vô lăng được tích hợp rất nhiều cái tính năng, với cái màn hình là được thiết kế là trông rất là hài hòa phù hợp, và nó chìm xuống bên dưới mặt tát lô một chút để cho dễ quan sát. Chiếc màn hình này có cái định vị dẫn đường, cần số, trông rất là phù hợp, và cái cờ đuôi con trâu con chuột điều khiển. Kể đến nữa là có cái hàng ghế này, nhớ ghế 3 vị trí rất là phù hợp. Xin trân trọng ấy, các bạn có thể qua Salon ô tô Hà Nội 1 để được xem chiếc xe này và được đi thử. Xin giới thiệu các bạn, chiếc xe này hiện nay đang chào bán ở tại cửa hàng là với cái giá là 3 tỷ 080 triệu. Rất trân trọng các bạn để các bạn xem. Đặc biệt là tôi giới thiệu qua một chút nữa là chiếc xe này mới lăn bánh được có 2,8 vạn. Tiếp theo tôi kể đến một cái mẫu xe nữa, là một cũng là một cái thương hiệu nổi tiếng của châu Âu. Chiếc xe này được sản xuất ở Đức. Đây là một chiếc BMW X1, được sản xuất năm 2018, lăn bánh là năm 2019. Các bạn xin giới thiệu các bạn, đây là một cái mẫu xe trông rất là thiết kế rất là đẹp và phù hợp. Các bạn nhìn với cái đèn và cái la răng, cái mặt táp lô la răng là hình quả chám, trông rất là đẹp. Chiếc xe này chúng tôi giới thiệu với các bạn lăn bánh cũng rất là ít, mới đi cũng chỉ có 2 vạn cây thôi. Với cái phần đuôi xe thì các bạn nhìn đây, trông rất là hấp dẫn, trông rất là đẹp. Phiên bản này nó thiết kế là phiên bản dạng xe SUV. Các bạn nhìn nó phù hợp không? Với đặc biệt nữa là cái biển số rất là đẹp, 08077. Trông rất là, có thể là nó vào đấy một cái năm sinh của một cái người nào đó là sinh năm 77, thì chúng ta lại thấy được một cái xe này nó rất ý nghĩa.
Tiếp theo tôi kể đến là về cái phần nội thất của xe. Phần nội thất của xe được thiết kế với cái màu sáng trông rất là đẹp và sang trọng, có hai vùng điều hòa. Đấy là hàng ghế sau, ghế da được rất là đẹp và ít người ngồi. Đây là phần phía trước xe, về cánh cửa và các cái tính năng của xe đều tích hợp ở trên vô lăng. Có màn hình cam, rồi có các cái chức năng chống trơn trượt. Rồi ghế da thì là được thiết kế là rất là đẹp và có các cái nút điều khiển về ghế, nhớ vị trí ghế. Chiếc xe này hiện nay đang chào bán với cái giá 1 tỷ 650 triệu. Nên trân trọng các bạn có thể qua được đi thử và xem chiếc xe này về chất lượng nó như thế nào. Như tôi đã tả ở trên, tất cả các cái dòng xe ở cửa hàng của tôi đều cam kết là xe không có đâm đụng, không có ngập nước, không có tháo máy, rất là có uy tín và đảm bảo trước khi các bạn có thể chốt hợp đồng chúng tôi, có thể là ký cam kết với các bạn. Kể tiếp theo đây là so sánh sang một, cũng là một cái hãng BMW, nhưng phiên bản này là phiên bản sedan, có đầu có đuôi. Phiên bản SUV thì nó là có đầu dài. Đây là một chiếc BMW 320i được sản xuất năm 2018 và đăng ký 2019, với phần ngoại thất là màu đen và phần nội thất cũng là màu đen. Chúng ta nhìn đây, chiếc xe trông rất là đẹp luôn. Các cái đèn, nhìn cái đèn đây đã thấy được là cái chiếu ánh sáng nó là tuyệt vời như thế nào rồi, rất là sáng. Cái mặt ga lăng thiết kế trông rất là đẹp, rất là hài hòa. Tiếp theo các bạn giới thiệu các bạn về phần sườn xe và phần sau xe. Về phần đuôi xe, cái chiếc xe này trông các bạn nhìn đây rất là đẹp và sang trọng. Ôi, phải nói là tuyệt vời. Các bạn thấy có phù hợp không? Nhìn rất là phù hợp cho những các cái nhiều các lứa tuổi thiết mỡ. Kế này có thể là tuổi chúng ta là tuổi trẻ cũng đi được, và tuổi trung niên cũng đi được, và tuổi có thể cao hơn một chút đều sử dụng cái mẫu này là rất phù hợp. Tiếp theo là cái phần nội thất. Tôi giới thiệu về cái phần nội thất. Về phần nội thất là màu đen, ghế da đây rất là mới, còn căng mịn rất là mới. Và cái chiếc xe này là có thêm các cái rèm tránh nắng ở cánh cửa này và rèm tránh nắng tự động ở phía sau. Kể đến các cái tính năng về phía đấy, chiếc BMW với cái vô lăng này rất là đẹp và các cái tính năng thì rất là phù hợp với cái cần số, rồi các cái điều khiển ở trên vô lăng như gạt nước mưa tự động, chế độ đèn đi tự động. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán tại ở cửa hàng chúng tôi là với cái giá là 1 tỷ 220 triệu. Xin trân trọng các bạn để các bạn có thể qua cửa hàng chúng tôi để được đi thử và chiêm ngưỡng chiếc xe trên. Tiếp theo tôi kể dưới một loạt về các dòng xe Đức. Đây là phía sau của tôi đây. Là kể đến là một dòng, đây tôi xếp 4 cái xe mẹc luôn. Bạn có thể lia một vòng luôn, 4 cái xe mẹc, bắt đầu từ cái xe GLS 450 cho đến hai cái xe E250 đều là bản chót của cuối 12 và chiếc E300. Trước tiên tôi giới thiệu đây là một chiếc mẹc GLS 450 được sản xuất năm 2018. Với cái mẫu xe này tôi khẳng định với các bạn là để mà nói này, chúng ta đi đường trường thì tuyệt vời, với cái giá thành rất là phù hợp, ngang với một cái giá của một cái xe cũng là xe 7 chỗ, tương đương với lại một cái xe Fortuner đời khoảng 2016. Cái giá rất là hấp dẫn, được sản xuất 2018 nhưng cái lỗi về cái lỗi mốt mà nó hiện tại bây giờ nó không phải là đến lỗi rất nhiều so với lại cùng cái dòng xe này đến mẫu của 2021. Vì cái mẫu này chúng tôi nhìn thấy nó rất là phù hợp và rất là đẹp, và nó so với cái mẫu mới bây giờ thì nó không bị lỗi mốt mấy. Một cái lỗi cái mẫu mốt là nó thiết kế thì không thay đổi rất là nhiều, vì chỉ một số chi tiết thôi. Chiếc xe này tôi đang chào bán với cái giá là 670 triệu. Còn đây là một chiếc mẹc E250 được sản xuất năm 2012, bản cuối 2012, bản AMG, có cửa nóc và có bô vuông,
với nội thất là một nội thất kem, màu ngoại thất là màu trắng. Chiếc xe này rất là đẹp, hiện nay đang chào bán ở tại cửa hàng chúng tôi với cái giá là 690 triệu. Còn đây một cái bản này nó lại cao hơn, cũng là bản chót, cũng là E50. E50 mà nó là cái bản chót, đây là vô lăng ba chấu rồi. Và cái này được thêm nữa là cái biển số rất là đẹp luôn. Cái biển là 29A91116, cực đẹp luôn. Và cái mẫu này thì nó ít đi hơn, xe này mới đi được có 9 vạn cây. Hiện nay chúng tôi đang chào bán tại ở cửa hàng là với cái giá là 745 triệu. Tiếp theo tôi xin giới thiệu với các bạn, đây là một chiếc Mercedes E300, cũng là một cái phiên bản chót. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán tại ở cửa hàng chúng tôi là với giá là 815 triệu. Chiếc xe này cực đẹp luôn, phải nói nó là đi rất là giữ gìn. Bản AMG, bản chót của cuối năm 2012 và đăng ký lần đầu là 2013. Đây là bản E300, các bạn nhìn nó khác luôn nhá. Với cái lại thiết kế của đầu và cái la răng là la răng 6 cánh và được là nano kép. Tôi giới thiệu qua phần nội thất, đây là cái phần nội thất màu đen các bạn xem này. Với cái nội thất màu đen được phần ốp mà cái vân gỗ với cái gỗ rất là giá trị ở xung quanh cái viền của mặt tablo. Chiếc xe này là được thiết kế rất là hài hòa, có cái cửa nóc là cửa nóc to phía sau xe này. Các bạn nhìn thì gồm có đằng sau xe có hai cái màn hình tựa đầu để cho các bạn có thể là ngồi sau để được quan sát xem. Các bạn xem đây là một cái mẫu xe đấy là cực tuyệt vời và là rất là đẹp. Tiếp theo tôi kể đến với các bạn, đây là một chiếc mẫu Fortuner. Phiên bản này là phiên bản số tự động máy dầu một cầu, được sản xuất năm 2020, mới lăn bánh được có 6.000 cây. Chiếc xe này hiện nay tôi đang chào bán ở tại cửa hàng là 1 tỷ 080 triệu. Chiếc xe này vừa mới lăn bánh, được chủ đã bán là vì lý do là ông chủ đã trúng quả về bất động sản và đã nâng cấp lên một con xe rất là đắt tiền nên đã nhượng lại cho chúng tôi chiếc xe này. Đây là một chiếc xe Fortuner phiên bản máy dầu. Đây là phần giới thiệu với các bạn về phần nội thất của xe. Đây các bạn nhìn, mới chỉ có lăn bánh đi có 8.000 cây thôi, có 6.000 cây thôi. Đấy, còn mới nguyên luôn các bạn nhé. Vô lăng cần số rất là còn mới, ghế da rất còn mới. Cam kết, tôi cam kết là xe không có đâm đụng, không có va quẹt ngập nước gì nhá các bạn nhá. Đấy, xin giới thiệu với các bạn. Đây phần về phần sau, quay về phần đuôi xe. Đấy, với cái thiết kế đầu đuôi rất là đẹp, đẹp, đèn nó là đèn híp. Còn kể đến đây là một chiếc xe Ford Everest. Chỉ mẫu xe này được sản xuất năm 2020, bản Titanium, màu vàng cát. Xin giới thiệu với các bạn, đây là hình dáng bên ngoài. Về phần đầu xe các bạn có thể quay thấy đây, quay chúng ta nhìn một cái mẫu xe tuyệt vời, cực kỳ là sang trọng và hấp dẫn với cái phiên bản 7 chỗ. Các bạn nhìn thấy chưa, mẫu xe trông rất là sang trọng và rất là đẹp. Còn tiếp theo đây là phần nội thất của xe, bạn hãy quay vào đây xem về phần nội thất. Về phần nội thất các bạn nhìn đây, xe nó là quá mới luôn. Rất nhiều các cái tính năng, có rất nhiều các cái nút điều khiển ở vô lăng, rồi có màn hình GPS, rồi cần số ghế da, điều khiển ghế điện. Xe rất là mới luôn. Đây là phần ghế da ở trong. Hiện nay cái chiếc xe này chúng tôi đang chào bán ở tại cửa hàng chúng tôi là 1 tỷ 050 triệu. Các bạn có thể là qua cửa hàng chúng tôi để chúng tôi có thể là giới thiệu về chiếc xe trên và được đi thử. Tiếp theo kể đến một cái mẫu xe nữa là một cái chiếc xe rất là nổi đồng của cả đá. Đó là một chiếc xe Prado được sản xuất năm 2018. Trong quá trình là tôi đã sử dụng chiếc xe này là nhiều năm nay, đang hiện nay là chính chủ tên của tôi luôn. Xe tôi cam kết là không có đâm đụng, không có ngập nước, không có tháo máy, mặc dù là sản xuất đã được sử dụng hơn 10 năm rồi. Xe này là được sản xuất 2008, đăng ký lần đầu lăn bánh là 2009. Hiện nay tôi đang chào bán với cái giá là 580 triệu tại cửa hàng của chúng tôi
Nếu các bạn có nhu cầu về với cái giá tiền rất là phù hợp, nó chỉ ngang một cái xe Vios thôi, các bạn có thể dùng cái xe này có thể đi đường dài này, đi đường khó đi vì nó là phiên bản hai cầu, hoặc các bạn có thể là chở nhiều người hay chở hàng, đều phục vụ ở trong công việc rất là tốt. Tiếp theo tôi kể đến đây là một chiếc mẫu xe Mazda CX-5 được sản xuất năm 2020. Hiện nay tôi đang chào bán là tại cửa hàng là 820 triệu phiên bản 2.0 mới lăn bánh. Đấy, xin rất trân trọng với các bạn, tôi đã kể qua một cái mẫu xe. Hiện nay tôi còn đang còn mấy chiếc xe nữa đang đi dọn spa cho sạch xe. Đấy là một chiếc GLC 250 màu trắng, nội thất da bò. Xe mới đi được có 5 vạn cây, xe rất là đẹp và được sản xuất năm 2018, lăn bánh cũng cuối năm 2018. Chiếc xe này tôi đang chào với cái giá bán là 1 tỷ 680 triệu. Có thể là ngày mai chúng tôi dọn xong để mang về. Và một chiếc xe nữa là cũng là phiên bản CGLC 300 màu xanh Kawasaki, nội thất da bò. Được sản xuất năm 2016, phiên bản đủ có nâng hạ gầm và có cam. Đấy là tôi đang chào bán với cái giá 1 tỷ 520 triệu. Và một chiếc nữa đó là một chiếc Mazda 6, được sản Mazda 6 được sản xuất 2014, xe màu trắng, xe rất là đẹp, tôi đang cho đi rửa dọn và đến ngày mai cũng sẽ cập bến lại ở cửa hàng với cái giá chào bán là 530 triệu. Còn đây tôi giới thiệu đây là một chiếc xe nữa, mẹt C300, chính chủ cũng là tên của tôi luôn, tôi đang đi chiếc xe này, được sản xuất cuối năm 2007 và mẫu xe này đã là mẫu xe la răng mau rồi, vì cái phiên bản này nó có hai ba phiên bản của C300. Chiếc xe này là có đầy đủ cam 300, nâng hạ gầm này, rồi chế độ thể thao có đầy đủ hết. Phiên bản này tôi đang chào bán với cái giá là 1 tỷ 290 triệu, tên của tôi luôn. Chiếc xe này đi được 7 vạn km. Hiện nay tôi đang đi. Nếu mà các bạn có nhu cầu thì tôi cũng chuyển nhượng luôn. Rất trân trọng với các bạn. Để kính mời các bạn có thể là tìm hiểu về các cái dòng xe của tôi giới thiệu. Các bạn có thể qua cửa hàng của chúng tôi để được xem và chiếc xe và được có thể đi thử, và những cái gì tôi đã tả qua một số chi tiết tôi chưa thể kể hết được vì cái thời lượng nó có rất là ngắn, nên tôi chỉ cập nhật với cái thông tin để các bạn có thể tham khảo và alo theo cái điện thoại của chúng tôi ở trên clip, và tôi sẽ có từng cái chi tiết để gửi cho các bạn khi các bạn ở xa, hoặc là các bạn có thể ở gần đây đến cửa hàng của chúng tôi để được đi thử các cái chiếc xe mà tôi giới thiệu trên. Một lần nữa tôi xin trân trọng kính mời các bạn, và các bạn theo dõi cái kênh của tôi được like, được chia sẻ. Tôi xin cảm ơn các bạn đã theo dõi. Xin các bạn.